Chiều 29 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc giải vô vi nam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8. Đây cũng là môn thi đấu cuối cùng của đại hội. Giải thu hút 120 vận động viên đến từ 8 huyện thị thành trong tỉnh. Trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8, các vận động viên tham gia giải đấu vô vi nam tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 tranh tài ở 6 nội dung quyền và 16 hạng cân đối kháng. Trong đó có 9 hạng cân dành cho nam và 7 hạng cân dành cho nữ. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu đối kháng ở các hạng cân nam. Vô vi nam là môn thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2022. Ngay sau giải kết thúc, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh sẽ thành lập đoàn vận động viên đại diện cho Bà Rịa Vũng Tàu tranh tài ở 19 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm 2022.